Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em một tàu khu trục hạm RF Glider. Đấy, con này thì cơ bản là cái đồ vũ khí nó sẽ như thế này anh em nhá. Đấy, rất lâu rồi mình không làm con Glider với cái kiểu giá bán hạt nhân như thế này. Thì trong clip này mình sẽ làm lại cho anh em X4 tên lửa 2 khe X đôi. Đấy, RSM Bulava nhá. Một cái pháo, cái này là pháo điện rồi, MRG. Cái pháo này nó sẽ yêu cầu danh hiệu của anh hùng đấy. X2 phòng không mình sẽ lắp đó là cái đồ hạt nhân luôn, RBK. X2 ngư lôi đúng là cái Mark 45. Anh em thấy nó có ngon không? Nhìn này thôi nhưng mà nó chỉ ngon khi mà nó nổ trúng thôi. Một khe trực thăng T929 và X3 cái R440. Cái này thì nó sẽ thiên cái hướng là phòng chống tên lửa thôi. Nói chung là hạ máy bay thì chắc chắn là rất là khó rồi. Chúng ta sẽ đi chiến luôn nha. Ở trong cái bản 0.78 này thì một số những cái giao diện nó đã bị thay đổi rồi. Cái điểm nhấn chính thì chúng ta sẽ là đẩy cái map bão táp ấy. Ở trong cái chế độ đấu ngoại tuyến thì nó sẽ mất đi cái map đấy. Và nó thay nó thêm một cái map nữa. Hiện tại là nó sẽ có thêm một cái map, đó là cái map ẩn long ấy. Nhưng mình không nhớ lắm có đúng là ẩn long hay không, mà tên nó là kiểu kiểu như vậy. Không biết là trong đấy vào có thấy con rồng nào xuất hiện hay không. Không thấy con rồng nào thì nó hơi điêu. Đây đây đây, đấy mình vừa mới nói cho anh em đây này. Đúng rồi, nó là cái ẩn long anh em nhá. Trời ơi. À, trận đầu chơi bằng ngay cái map mới, mình cũng chưa chơi cái map này bao giờ. Không biết là liệu có chơi được hay không, thường thường cái map lạ thì chơi hơi khó. Rồi anh vào luôn đi. Vào để em xem cái trải nghiệm cái map mới xem nào. Ôi giời. Nhìn cái ở xa xa kia như kiểu cái Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc anh em ạ. Úi giời, đúng là như vậy rồi. Nó dài rằng rạc ra. Có lẽ là lúc nào đấy rảnh rảnh mình sẽ cầm con tàu sân bay. Đấy, xong vào chế độ đấu bot để bay thử một đoạn xem cái Vạn Lý Trường Thành này nó có dài không. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái mục tiêu chính là trong cái trận đấu này. Toàn là đồ hạt nhân thôi. Ôi giời ơi, sao nó sang sớm thế nhở. Cái mắt này thì nhắm lại gần như thế. Anh em chờ tí nhá. Cái đồ này nó hồi lâu lắm, cái gì cũng hồi lâu, có mỗi cái pháo mà bắn được rồi. Bắt đầu cứu gì hả, bắt đầu cứu gì hả. Họ đứng đây, đứng đây, mình những cái góc này là ngón đây này. Cầu thế nào. Rồi, hơi khớp. Và nó phá hết sạch luôn hả. Nó hoan chi nhỉ. Cái gì phá này. Phá này. Đã, con này chưa bắn được. Khá là khó. Úi dồi ôi. Ôi, chạy thôi anh em ơi. Chạy. Đồ nó hồi lâu thực sự luôn ấy. Úi dồi ôi. Em chờ nó nổ xong thì hết cả thanh xuân. Thôi đi chơi thằng này đi. Chơi thằng gầm nó hơi lôi mất thời gian. Ôi khóa. Mày nè. Úi giời ôi, nó vã lại cho một cái kìa. Khốn cái tàu rôn. Này có sự hỗ trợ của tàu sân bay nó mới lỏ ra chứ nè. Nguy cơ toàn khá là cao. Xả hàng. Trời ơi. Nhìn cái đồ trông nó cũng mẻ luôn. Anh em thông cảm, trận đầu mới chơi cái map này chưa quen lắm. Ô, hai thằng to sân bay này. Mình có thù có oán gì nó không mà nó cứ dí mình cái nhỉ. À, team lại đi vòng hết ngược sang hẳn bên kia chứ nị. Ui rồi ôi. Thỏ đây, thỏ đây. Ít nhất phải cho em cái cơ hội để em cẩu chứ. Thơm không? Anh em thấy một combo thơm không? 273 karam. Vã luôn. Chết. RBK vào là chết. Úi giời. Nhẹ nhàng mà tình cảm.
khả năng là chúng ta sẽ bỏ cái pháo đi anh em ạ. Bỏ cái pháo đi chỉ chơi này thôi. Ui, mình định sốc đam nó thế mà kiểu gì nó lại ấn vẫy mồi được cái chúng lúc thế không biết chi nè. À, ra cho nó phát nữa. Thơm mới chứ. Thằng này nghĩ là chắc hết oxy rồi. Hoặc không thì nó là con boss. Sỏi rồi. Đúng là sáng rực cái màn hình. Thằng này khả năng mình sẽ đứng lại đây mình chơi được luôn đấy. Rồi, thấy rồi đấy. Nhìn nó trông phức thế cơ mà. Ô, ô thế là nó phá được hết à? Quắt do heo. Bắn gần đến như thế mà vẫn bị nó phá gần hết thì chơi cái gì? Ôi rồi, ôi. À, còn anh sân bay nữa. Cho tí nhá. Ui dồi ôi, anh em ơi. Ui đấy. Thế tự dưng lại lùi vào đúng cái xác thằng này thì may mà còn dừng lại chứ không tí toang. Chơi cái đồ này nó hơi hơi khó chơi anh em ạ. Đi tấu hài là chính thôi. Quay lại chặn đầu luôn. Cả nhà còn đúng một cái hồi máu thì đợi cho nạp lại hồi nốt. Khả năng là tàu sân bay này nó sẽ bị chết dưới tay mình. Không thể nào khác được. Đúng là khu trục nó cơ động nó kém quá không biết. Cái gì cũng hồi lâu, có mỗi cái pháo thì nó hồi nhanh nhanh. Ở đâu rồi? Ô, má trên này luôn à? Có thế mình nhầm hướng à? Đấy rồi. Đấy rồi đấy. Nào từ một combo hết à sao nào? Phá được anh em ạ. Thế mới lão à Chini. Mày chết. Mày chết. Ngư lôi vào mồm. Úi giời. Đó là ngư lôi. Ngư lôi vào mồm. Cái này có mình văng hay không? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Cơn mưa hạt nhân. Map chơi không quen chắc là mình bị văng anh em ạ. Nhìn thì đúng là kiểu bị văng thật. Bực cả mình luôn đấy. Tại vì nhìn thấy nó cứ chơi kiểu điêu điêu ảo ảo là biết rồi. Thôi được, chúng ta sẽ đi làm lại vậy. Chơi lại trận khác. Không biết dạo này game nó bị lỗi hay sao á. Ngay cả khi mà cập nhật cái 0.78 nó vẫn bị cái lỗi như vậy. Rồi hiện tại chưa biết sao nhưng mà cái tầm này nó vẫn cứ quay này là thấy nó hơi bực mình rồi đấy. Nghĩ đâu thường thường là khi mà sang phiên bản mới ấy, thì là những cái lỗi ở phiên bản cũ là phải fix hết đi đúng không? Có thể là những cái lỗi khác thì không biết. Nhưng mà những cái lỗi mà nó đã tồn tại ở cái phiên bản cũ ấy thì nên fix nó đi. Nhưng mà cái này thì mình cũng không hiểu tại sao nhà phát triển không fix được nó. Cứ vào trận lúc đầu bắn nhìn rất là tơi. Nhưng mà về sau tự dưng là bị văng. Và văng theo kiểu văng ngầm lúc nào mất nào không biết ấy. Khá là khó chịu cái kiểu này. Nó quay sang bên này. Ui, trận này là quá đen rồi. Úi dồi ôi. Ông này còn MV Paris nữa à. Ôi trời ơi. Hai ông mà đi vào đây thì chỉ có xác con nhà bà Định thôi. Nhanh chóng mà chạy về với đồng đội. Và 40 thì chỉ chống được cái tên lửa từ máy bay thôi. Hạ gục máy bay thì khó lắm. Cái lý do anh em ít chơi con này là cũng bởi vì là con này nó thứ nhất là nó không có pháo tự động. Cái thứ hai là phòng không quá ít. Đấy, gần như là giống y xì con Rock của Hàn Quốc ấy. Đấy, nó cũng kiểu như vậy. Rồi, có dấu hiệu nó hơi giật nhẹ này. Cái tông môn nhà nó chỉ nị ra nó lại xong rồi. Cứ thi thoảng nó cứ cho một phát thế đấy, bực mình. Không biết là liệu có bị văng hay không đấy. Úi giời ơi. Lòng. Anh em ơi, anh em có dấu hiệu gì của sự bị văng không đấy? May quá, tự dưng mình sẽ làm nhỉ? Thoát sang bên này. Thoát sang bên này, quả đấy bướng lại gì xác con nhà bà Định luôn. Thấy này. Thấy này. Ôi, giời ơi. Thơm.
Ừ, nhưng mà cái đồ này chờ hơi hơi lâu đấy. Tiếp thực sự đây rồi, có một con mồi đây rồi, có một con bò lạc, có một con bò lạc em xin. Ừ, đừng để nó chạy, đừng để nó chạy anh em ơi. Úi trời, cũng cẩu tốt, vẫn có một cái khe rất là nhỏ. Thì mình kiểu gì quảng hai ông rồi. Điều thế nhở, sân bay đứng ngay trước mặt này này. Câu luôn. Rồi, nó chạy được là xác con nhà bà định rồi. Quá đủ. Bớt còn máy bay nhà bà tí mới bực mình như cái combo này hồi lâu quá đấy mất. Hồi quá lâu luôn đấy. Lâu lâu chúng ta cũng thấy easy nào sang mắt tô chứ nè. Đó, thế là nó bẫy mồi được hết rồi. Mà bây giờ muốn bắn theo kiểu tự phát một thì nó hơi lâu. Rồi, như vậy là sân bay nó toang rồi. Nhưng mà mình có cảm giác lại giống kiểu sorry. Không để ý. Mày này. X4 bu lava vào mồm. Vâng, nó là X4 bu lava vào mồm. Cho mày chết. Anh em này combo này bắn trong game không? Bắn phát nào nó nổ phát đấy. Ui, từ từ, xong rồi. Xong em rồi. Vâng, anh em thấy cái RBK không? Nó phá hết sạch luôn. Rồi. Nó phá hết sạch rồi, chịu anh em ạ. Chịu. Không làm gì được. Ô hay, sao nó cứ dí mình vậy? Được nắm. Ra đây. Úi giời ơi. Đau anh em ạ, thấy nó cũng đau đấy. Nhưng mình vẫn có cái cảm giác giống kiểu văng văng ấy. Trời ơi. Như lôi chưa làm hôm. Anh em thấy không? Phải tiêu lập phá gần hết luôn. Phòng không nó phá luôn ấy. Chưa nói gì bẫy mồi. Úi giời ơi, bu lang thang kìa. Chúng ta đang chơi trò một con trái đất với nhau. Này, suốt ngày chỉ có nổ hạt nhân thôi. Mày không chết này, ngươi lôi vào mồm. Mày không chết này. Nó có bị băng hay không? Đó anh em thấy không? Có chán không? Anh nhìn cảm giác địch mà nó cứ chơi theo cái kiểu mà nó hơi ngáo ngáo ấy là mình đã biết rồi. Và có lẽ là bây giờ mình sẽ phải tạm dừng lại khoảng vài phút để mình ra mình xem lại xem. Rồi ok anh em ơi, và bây giờ thì mình đã quay trở lại rồi đây. Nhưng mà không biết là liệu nó có bị văng nữa hay không, cái này mình không biết được. Ở đây mình sẽ thay một khe tên lửa anh em nhé. Nhìn cái cảm giác là bắn như thế kia mà không ăn thua. Nó hơi toang rồi, xong nắng cái Pramos thế. Vâng, cái này nó gọi là buôn Pramos rồi. Mình sẽ thay bằng một cái khe Skakava đi. Đó, để cho nó có cái nhịp một tí, chứ bắn hai khe kia nó lâu lắm. Thật sự là cái cảm giác mà bắn con này cứ bắn xong một cái để chờ phải đợi rất là lâu. Còn con này chúng ta sẽ phải thay một khe nào đấy cho nó có cái nhịp bắn. Như chơi như kia đấy, đấu toàn gần toang đấy thì chơi làm sao được. Rồi, lại quần đảo, tiếp tục đi. Lần này em không sợ đâu, có một khe Skatava nó tự tin lên hẳn. Bắn cảm giác chờ lâu nó khó lắm. Ngay cả cái trận 2 anh em thấy không? Bắn mà nếu mà anh em tua kỹ lại xong tạm dừng đúng lúc ấy, anh em sẽ nhìn thấy là phòng không phá hết sạch. Đặc biệt cái RBK này gần như là phá gần hết luôn. Quá nhỏ, cự ly gần quá mà. Vâng, mình đã bị văng anh em ạ, vừa mới vào hay sao ấy. Máy bay nó đã bay ngay trước mặt này. Sao điêu thế nhỉ? Hơi toang nha. Rồi. Ui trời ơi, Yamato anh em ạ, sướng chưa? Đó, ít nhất phải có cái nhịp như thế này. Đấy anh em thấy không, cái Skatava nó hồi lại rồi đấy. Ui giời ơi, nhưng mà cái Bulafa còn lâu nó mới hồi.
anh em phải giữ vị trí nha, đứng cánh nào thì giữ vị trí cánh đấy. Này mình có cảm giác là chắc là ngon đấy. Sau này thì không biết được. Như vậy là mình đã dồn được hai cái thằng này sang một bên này. Đó. Đó. Đau đau. Cáo con này không bắn được rồi. Ê, mình nhỏ à chi này. Ê, đứng ngay xả này thôi. Sang đây là hỗ trợ anh em bạn bè. Ui giời, cái pháo điện không qua luôn ạ. À, chỉ hỗ trợ bằng đồ hạt nhân nhá. Đấy, nhà không có cái gì ngoài hạt nhân. Cảm giác này điêu quá nhỉ. Lo quá nhà một. Và lũ ông này. Nhưng ông sân bay thì đứng ở phía sau rồi. Nó cũng là thỏ phê cỏ luôn ạ. Ô. Ô sao tự dưng mình mất nhiều máu thế? Cái quái gì vậy? Và mình đang xem danh sách tự dưng thấy máu tụt không phanh luôn ạ. Hay là do lúc đấy mình bị bắn nó không mất máu, bây giờ nó mới hết lag xong nó mới ra cái thứ ứng tụt máu nhỉ. Vâng, quá lỏ luôn. Cặp nữa không nè, ui giỏi ôi. Một combo. Rồi, xong rồi, xong rồi. Hít trọn vẹn trên ca cộng. Úi giời. Quang, 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 quang. Úi giời. Hạt nhiên. Nó nổ làm hai loạt liên to anh em ạ. Thử dự đoán xem nó có bị văng không. Nào. Vâng. Lại bị văng anh em ạ. Nói thật đây là lại là một clip đen tối rồi. À, trong một số clip trước thì anh em cũng có nhìn thấy rồi đúng không? Là mình cũng bị cái kiểu dạng tương tự như thế này ấy. Vào thử cái nốt cái trận này, nếu mà nó vẫn bị như thế là thôi luôn. Mình nghĩ đâu cái kiểu này nó chỉ bị ở cái phiên bản 0.77 thôi. Cập nhật sang phiên bản này thì vẫn bị lỗi, không hiểu cái kiểu gì luôn. Sang 0.78 thì cái lỗi này nó vẫn duy trì. Và mình mong là nhà phát triển cứ giữ cái lỗi này đi. Giữ cái lỗi này cho đến tận 0. Bao nhiêu cũng được. Kệ. Cho khi nào người chơi nó chán nó bỏ hết thì thôi. Chưa từng thấy có một cái tựa game là như thế này luôn ạ. Tức là văng nào không biết. Ví dụ anh em mà chơi Liên Quân chẳng hạn nha. Đấy, một khi mà bị văng ấy, nó không cho anh em đi luôn ấy. Nó bắt đứng ở tại vị trí, chạy im ở vị trí luôn ấy. Còn 9 người còn lại vẫn di chuyển bình thường. Vì mạng người ta bình thường mà. Đấy. Cái này lý ra phải nên đứng im hình lại cơ. Để biết là mình bị văng cơ. Khi có mạng trở lại rồi, tất cả mọi thứ nó phải xuất hiện ở đúng cái địa điểm mới nhất. Như vậy nó mới là tối ưu. Để người chơi còn biết được khi nào lỗi, khi nào không. Đây là chẳng qua mình sử dụng cái kinh nghiệm của mình để mình phán đoán thôi. Là có văng hay không thôi. À, trận này nếu mà văng nữa là thôi nhá. Thực ra thì 6 người thì mình cũng chấp nhận thôi. Không còn gì để mà nói nữa rồi. Hai con Long Bách, con Z-Zun. Quá khó. Long Bách Z-Zun không biết là liệu mình có kê được. Chắc chắn là mình khả năng mình không kê được. Khó mà kê được cho sân bay lắm. Này là người này. Này nó là một trong cái thí sinh cần phải tiêu diệt đầu tiên. 3-3 là cũng cân đấy nhá. Rồi. Thí sinh thứ hai đây đi. Mình còn phải phân biệt xem ông nào là người chứ nhỉ. Chưa có gì, chưa có gì. Bạn muốn khoe hạt nhân, tí nữa mình sẽ khoe cho bạn xem hạt nhân. Kẻ cắp trái tim này. Rồi, sang đây vã thử mấy bạn này đi. Boss cả mà. Có cái thằng chết chui nó núp vào sau kia thôi. Blast Storm. Ra làm mi. Thằng Z-Zun chơi với ai nhỉ?
dụng rồi, bẫy mùi kia ơi. À như vậy là chỉ còn mỗi thằng Zep Julen nhỉ. Chắc chắn luôn. Úi giời ơi. Cái băng nó không đây, có vừa có cái cảm giác nó hơi hưu hưu đấy. Rồi. Kritika. Thích que hạt nhân đúng không? Thích que hạt nhân thì có hạt nhân. Bạn thích que hạt nhân, có hạt nhân. Bạn cứ thò ở đây, cái gì cũng có hết. Và mình nghĩ chắc là trận này không văng ấy ạ. Úi dồi ôi, thằng này nó nhìn thấy quả ngư nôi mà nó nổ như thế này, khả năng thằng nó cũng dén đấy. Rồi. Lo mà chạy đi. Lo mà chạy đi. Biết thế nào là hạt nhân chưa? Bây giờ mới đến lượt mình trao yêu thương đây. Lợi thế của team quá lớn rồi. Úi giời ơi. Cái phát cuối nó lại bị lướt lên anh em ạ. Thế là có bị văng không? Đấy anh em thấy không? Trận này không văng này. Không văng đấy nhá. Được đúng một trận rồi đấy. Đúng cái trận quyết định thì mà được rồi. Do trận này không văng mình sẽ thử tiếp trận nữa. Cái trận đấy mà bị văng cơ thì thôi. Nhưng mà nếu mà không bị văng lại chúng ta phải thử tiếp. Không lẽ đi làm clip cho anh em lại đi đấu kiểu như vậy. Nghe nó không hay lắm. Tảng đá chưa khám phá. Hy vọng không sao này. Hy vọng không sao, map này map sáng đấy nhá. Rồi trận cuối hai bên cùng đi bộ. Nhưng bên bạn có lợi thế hơn một chút ở cái con Zed Jun. Team mình không ông nào thả con trực thăng lên nhỉ. Cái toàn đứng đấy hóng này. Hóng hàng. Đấy vào cái tầm của RBK rồi nhá. Anh em cứ cẩn thận đi. Thò ra là hợp lý. Gì nữa. Thò ra hợp lý. Úi giỏi thôi. Ông đằng sau mới là ông chết chứ nhỉ. Ông ấy có bị băng hay không. Địch đi của ngáo ngáo như thế này này. Sợ lắm đấy mà. Mày chết này. Vui lôi chơi vào mồm. Đấy bắt đầu. Mình lại có cái cảm hứng chơi trở lại rồi đấy. Mình lại có cái cảm hứng chơi trở lại rồi đấy. Chết không? Vẫn chưa đủ xa thường. Ngọt núp ngay. Đấy, nó đi nó phải có cái sự dừng lại như vậy thì nó mới hợp lý, nó mới là người. Nhiều khi lúc đầu cứ bắn thì đúng là người thật, nhưng mà càng về sau đi kiểu như càng boss thì không hợp lý tí nào. Dính ngọc, úi trời dính những cái bấy handa ạ. Đây, bây giờ nó mất bẫy mồi nhá. Cái Bulava chưa chắc trúng đâu. À trúng. Như vậy là phòng không nó cũng lỏ thôi. Cũng bình thường thôi. Yeah, Jun này. Có hàng. À đủ. Khó nhỉ. Muốn đấu đấy. Một khi cái cảm hứng của tôi mà nó quay trở lại, không chỉ có toang thôi. 43 cái hồn thử nó hồi lâu thế nhỉ. Thực sự nó hồi hơi lâu nha. Ông bắt giò heo ạ. À. Ôi thôi. Đi lên chủ quan cho nó bắn chết luôn. Vâng, anh em nhìn team mình cũng rồi, team mình ở phía sau nó xa quá. Không làm gì được, thằng Zetsu thì nó chết rồi. Thôi được rồi, để xem cái team mình nó sẽ xử lý như nào. Để kết thúc cái trận đấu này mình biết là xem mình có bị văng hay không á. Quá mình đi lên hơi cao. Đồ thằng cũng hồi lâu mà. Đan được bao nhiêu rồi? Được 1 triệu, thế là cũng chấp nhận được nè. Rồi ông cuối. Ông này thì chơi khôn đấy. Ông ấy đứng núp đây là cũng chơi khôn đấy. Đó anh em cứ thử xem là cái ông này hết trận cũng văng không nhá. Đợi ông này cũng chết nốt đã. Rồi. Bạn thiết giáp thì người ta cũng thiết giáp thôi. Người ta có kém bạn cái gì đâu. Thế là chết rồi đấy.
con hay tiến thì được, khi lùi thì hơi khoai. Đó rồi, chúng ta sẽ xem là có bị văng hay không nhá. Đó anh em thấy không? Không bị văng luôn nhá. Đấy, mình không được mạng nào, tiếc quá. Mang cái đồ hạt nhân thì nó cũng hơi khó, nạp lại lâu. Như vậy đã không văng rồi này. Có cảm hứng trở lại rồi đấy. Lại vã tiếp anh em ạ. Có cảm hứng trở lại rồi đây. Lúc đầu ấy, bắn nó đang ngon ngon, ăn được hai ông. Rồi lao lên xong, tự dưng ở phía sau đội hình mình cách xa quá, không làm gì được. Mình đúng quả đấy, mình đi nó hơi lao lên hơi sớm. Quả đấy phải là cái đồ nó diệt hạm, nó hồi nhanh cơ thì mới ok. Nên tại vì cái đồ nó nạp lại lâu quá, nên bắn được một cái xong thì đợi mãi không hồi lại được. Bắn 1-3 thì không thể nào đánh được. Chịu. Làm gì có đồ nạp lại đâu. What the hell ạ, hai bố huyền thoại à, được. Ở đây nếu mà ok trận này sẽ là trận cuối nhá. Chết rồi, lại đi quá đà rồi. Ông sân bay không thấy check map. Rồi, sân bay không có sự check map. Sân bay ơi. Và địch nó hét huyền thoại xong lại anh hùng ạ. Cái tên mốn như nó gì nè. Ôi, không còn đái, không còn còn cỏ à. Xin đòn Niren. Ui, giỏi, sân bay kìa. Nhìn phía sau nó thơm quá, nhưng mà trước mặt nó có thằng anh hùng, nó không làm gì được. Chết à. Ôi, tất cả bây giờ chỉ có hy vọng. Ui, giỏi, trước mặt kìa. Ở trước mặt mình biết là có người nhưng không làm gì được. Vừa hồi quá lâu luôn. chịu, đúng cái này thực sự là chịu rồi. Hạ nhanh quá anh nhỉ. Đây này, ngay trước mặt thì chịu rồi. Nào ông này thò nốt ra đây. Giỏi rồi, sao lại quay tôi tứ phía, tôi làm gì nên tội. Mất giò heo à, quá khôn. Không như các bạn đúng là quay tôi nó đầy. Có làm gì được anh em ạ. Cố lên anh em ơi. Ôi sân bay ơi. Mày ơi, hỗ trợ tôi sân bay ơi. Úi giời ơi, xong rồi. Có cảm giác mình lại hơi bị văng á, để hết trận ra xem có bị văng thật hay không. Nghi lắm, tàu sân bay mà nó đi kiểu này là nghi lắm. Không tin tưởng được luôn đấy, chắc là bị văng rồi. Ôi, sao mấy con này nó đi ngao ngáo nhỉ. Một là mình bị văng. À, nó ấn bẫy mồi rất hay nha. Ấn bẫy mồi cực hay luôn. Thế này thì nó lại không phải là bị văng đâu. Có sự phản kháng rõ ràng luôn. Đó, cứ hồi lại cái bẫy mồi nào nó ấn. Ê, chứ nỉ. Ôi giời, bắn gần hết cả scat là vạ. Cũng may là thay đổi một cái khe scat Navaha đấy. Không thay thì đúng chỉ còn một cái nệt. Không thay còn đúng một cái nệt. Rồi nó lại đúng được luôn ạ. Không đủ sát thương để mà giết chết. Mặc dù con này cái vũ khí của nó thì phòng không nó hơi kém, nhưng mà diệt hạt cũng mạnh. Diệt hạt mạnh nhưng mà nắp cái đồ này thì nó nạp lại lâu quá, nó không đủ nhịp. Rồi. Ê chị nè, tôi đã cố tình tôi giữ lại một cái khe này rồi. Mày không chết này. Đúng rồi, ngư lôi. Mày không chết thì chắc là bị văng cao rồi. Đấy anh em thấy không. Được mấy trận nó đến trận cuối nó lại văng ạ. Bực cả mình luôn. Chắc là mình bị văng từ cái đoạn
cái đoạn đấu với thằng anh hùng ấy, mình nghĩ là chắc là từ đoạn đấy thôi, có lẽ là chơi tiếp thì cũng trận được trận không, nhưng mà anh em hết thông cảm nhá. Clip thì nhiều khi nó hay lò lò như vậy, cái này thì không phải do mình, do nhà phát triển thôi, lỗi game mà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.